Còn trước, trước khi đi lấy vị về đến khách đình, Hoa Hồng hử mấy em và nói mấy cái em có suy nghĩ coi qua nó phải hay không. Và nó nói rằng cái lễ di linh vị về khách đình không nghĩa gì hết, nó có cái ảnh hưởng to tát. Mấy em đã có thấy diễn viên rồi đó. Ở vậy từ đây tới sau, ngày giờ nào có còn tại đây, có cầu xin mấy em cái điều gì, xin mấy em để hết tâm lo vượt qua cho nên nghiệp đạo nơi đây. Và còn nhớ, và nói nếu nhược bằng qua kinh đốn đạo nơi đây mà không có thành tựu được, chính mình ngày giờ qua về tại tòa thánh sẽ giải tan. Và nói nó không phải dọa, sự thật nó vậy. Bây giờ qua không có giải tan cái đền thờ của mấy em được, bởi chính mình cả mấy em đi qua xuống lời đào tạo. Còn nó thấy có lẽ khi khỏi cái điều đó, nên mấy em cố gắng đặt lập nghiệp thiêng liêng của mấy em. Hôm nay qua tiếp giảng cái phương pháp tầm chân của ai, mấy em đều nghe thiên hạ nói trong miệng họ tầm đạo, tất nhiên là tầm chân. Tầm chân nghĩa là gì? Phải là ta kiếm cái lẽ chân thật của kiếp sống của ta hay chăng? Lẽ chân thật cái quyền tạo đoan càng khôn gió trụ và vạn vật mà ta đã đứng trong đó hay chăng? Cái tầm chân thì tự nhiên tìm cái chân lý đâu vậy? Qua là người đạo công giáo, tất nhiên là Thiên Chúa giáo, mà hôm nay quả đã thành đạo cả đài cũng nhờ cái tầm chân của qua. Xin nói thật, qua kiếm được cái chân lý ấy là do nhờ Đức Chí Tôn đã đến mở cái sự thật hiển nhiên trước mắt qua. Nhờ lẽ của nói rằng kiếp sống qua có lẽ không lầm lạc, nhưng qua nói luận lại đây cho mấy em để tâm suy nghĩ xét đoán, đừng mê tín, hiểu cái nghĩa lý cái sự chân thật ấy thì cái đức tin mấy em mới vững vàng được. Trong cái bài thuyết đạo của khi qua trình cho hội thánh, làm rồi chú giải cuốn pháp kinh truyền, và có nói rõ trong đó mà đa số không có thấu đáo triết lý cao siêu của đạo, rồi không để tâm tầm hiểu. Giả cha, ta đến thế này, ta không phải tình cờ mà đến, hoặc ta bị nợ của đạo vì tiền kiếp của ta, cái quá căng của ta trước kia, hôm nay ta phải trả vì có đấy. Hay là có một cái hạng đặc biệt hơn nữa,
là đến thế gian này đặng tìm hiểu đạo, gọi là tầm đạo. Biết được cái bí mật quyền di tạo đoan càng khôn vũ trụ là gì, già ta là gì. Còn có các hạng thứ ba nữa là các đấng đã thoát kiếp, được cao siêu, được lập vị nơi cửa thiên liên hàng sống, nhưng mà thọ mạng lệnh của Đức Chí Tôn Phật Mẫu cùng là Ngọc Hư Cung hay là Cực Lạc Thế Giới, đến đặng mà làm một cái sứ mạng đặc biệt của quyền tối cao ấy giao phó. Ấy vậy phải có cái nghĩa lý gì ta mới có tài thế. Tất nhiên ta mang thi hài xác tục của ta đây sống tại thế này, ta phải hiểu quay sống đây là do đâu, dù muốn dù không tôi không cần gì làm thầy bói. Tôi sanh trưởng trong một cái nhà đó, tôi nhờ khí của cha, huyết của mẹ mới có cái hình hài của tôi. Tôi kiếm gần tôi hiểu thôi. Nếu tôi không phải là ở dưới đất nẻ tôi trung lên, tôi có cha sanh mẹ đẻ, tất nhiên cái nợ một quyết khí tôi đang vậy, tôi thiếu nợ của hai đứng đó mới có thân hành hình tôi đây. Mà hãy tôi thiếu nợ tôi phải trả, tôi không cần gì kiếm hiểu của tiền căn của tôi kia. Các đấng đó đã tạo dựng tôi, hay là đã giúp cho tôi, hay là đã làm gì cho tôi, mà hôm nay tôi đến trong cửa của họ, tất nhiên tôi đã thiếu nợ họ thôi. Thì hai cái đứng đây là trời và đức mẹ sanh của tôi tại thế này, tôi thờ hai đứng đó đã chắc. Tìm chắc nó cái gì, tôi phải hiểu hạnh, phải đền đáp ơn nghĩa như bên như trời đấy. Rồi tôi phải đi lên cao hơn nữa, là cha mẹ tôi có ông bà sanh nữa, sanh họ ra anh có họ, tôi phải biết cái huyết khí đó, tôi xuống trong huyết quản của tôi đây là cái nợ của tổ phụ, của tổ tiên nội dân trong gia đình của tôi đến. Tôi thiếu nợ những cái hay đó nữa, tất nhiên là tôi thiếu nợ tổ tâm, tổ phụ ông bà tôi và cha mẹ tôi trước đã. Tôi phải làm cái phận của tôi trả sao cho đáng cái giá của họ đã sanh tôi ra, sanh dục tôi ra. Tôi phải giữ cái thân thể của tôi thế nào, là tôi đền đáp cái huyết khí của họ đã ban cho. Đấng đó, hai đấng đó là ông trời của tôi tại thế này đó vậy, chứ mẹ sanh tôi tại thế này đó vậy, tôi thờ hai đấng đó. Thì cao hơn nữa, giờ tôi xét đoán tôi coi cái linh hồn tôi, cái xác thịt tôi đây, cái quyền bí nào mà đã sanh sản xuất nó ra, phải có một cái quyền tài quyền năng vô tận đấy. Từ một con vi trùng nhỏ như ai kia đã biết hình ra làm người, tôi biết không phải thiên không mà có cái quyền năng tối cao tối thượng đã tạo dựng tôi đó. Thì trong
cái con di trùng tối thiểu kia đã nên hình là người của tôi đây. Tôi thiếu của đấng quyền năng vô tận đã tạo các vật loại càng không vũ trụ là tức nhiên mẹ sanh của tôi. Rồi cái người mà ban cho tôi cái tâm linh đó, cái tâm linh mà tôi có thế, tôi nói tôi trên hết vạn vật ở dưới thế gian này, tôi có thế tôi làm chúa cả vạn vật hết, là nhờ cái linh tâm của tôi, cái khôn ngoan vô đối của tôi đó, đối cùng vạn vật. Cái đấng đó là Đức Thượng Đế, Đức Chí Tôn. Mà hôm nay ông đã đến xưng là đại từ phụ của ta đó vậy. Cái tiếng đại từ phụ của ông xưng hay là của Đức Mẹ xưng đại từ mẫu của chúng ta là không có thế gì ta cải cấu được. Trước khi tôi thờ Phật ngoài đường, tôi tìm tôi khơi tôi thờ Phật trong nhà tôi trước coi. Phật trong nhà của tôi đó là đời trời đã sanh tôi ra, sanh cả linh hồn tôi. Rồi Đức Phật mẫu mẹ sanh tôi đó, tạo hình hài tôi từ trong con dí trùng mà nên thân hình của con người đây. Rồi nhờ cái quyết khí của cha với mẹ tôi có nên hình. Tôi thờ, tôi thiếu nợ bốn đấng đó, tôi phải trả cho bốn đấng đó thôi. Dầu mà tôi có đập đầu tôi xuống tôi lại, họ tôi xoay tăng mỗi ngày đi nữa, tôi chưa nghe rằng trung bình tôi đã đền đáp cho họ đủ. Bây giờ tôi đã nhìn cái đấng cha thiên liêng của tôi cả tạo cả càng không vũ trụ đó, mà tạo luôn cái bạn đồng sanh của tôi, tất nhiên là chúng sanh. Thằng mấy anh, mấy em đây, cùng cả nhân loại hết thảy, và hai cái đấng đó đã tạo. Thì tôi coi cái họ cũng như thế, anh em trong gia đình của cha mẹ tôi sanh vậy, đồng huyết, đồng khí. Cái bạn đồng sống của tôi đó nó ngang hàng lụng lại với cái bạn của tôi trong một quyết khi mà ra, tất nhiên anh em ruột của tôi. Bây giờ tôi lưỡi bị cái út rồi, từ là lần lượt cha cũng khoảng mẹ cũng vậy. Giờ phút này tôi mồ côi, cả các anh em tôi đều chết hết. Cái giọt nước mắt mà nó tổng số lượng lại từ biết khôn ngoan tới giờ, khóc không biết mấy hiệp. Cái giọt nước mắt ấy, nó đã rơi xuống cửu tiền đài dưới kia. Chính ngọn sông nước mắt dưới cửu tiền cũng có cái số nước mắt của tôi rất nhiều. Cũng vì anh, vì em, cha, mẹ, ông, bà, mà giọt nước mắt tôi đã đổ xuống cửu tuyền đó. Bây giờ tôi mới xét đoán đại từ phụ và đại từ mẫu đã sinh ra con cái của ngài. Có lẽ cái sự thương yêu vì lo lắng đó, chẳng khác nào như thế cha với mẹ tôi vào buổi đó lo lắng cho tôi. Họ thấy, tôi thấy hết cha mẹ tôi mà thấy mấy anh và mấy chị tôi cực khổ, nhọc nhằn, hèn hạ, nghèo nàn, rầu khổ lắm. Giờ Đức Chí Tôn và Đức Phật mẫu kia, tôi tưởng cái tâm đức họ cũng như thế. Bị có các con tất nhiên cả nhân sinh đau khổ. Giờ tôi không biết họ hại đứng đó ở đâu. Hôm nay nhờ cái quyền thiên liêng vô đối đó mà đến cho tôi hiểu. Thì trước kia tôi không biết.
Có thấy lấy gì cho chủ? Dạy. Dạy lẽ đạo này, dạy lẽ đạo khác, tôi theo, tôi học. Mà tôi nhờ cái học của họ, hôm nay tôi mới có một khôn, con ngoan. Mà tôi hiểu được cái chân lý là gì, cái sự thật đó là gì. Mà tôi biết được cái lòng thương yêu nhân sanh vô tận của hai đứng đó. Chẳng khác nào cha mẹ tôi mà thương yêu cả mấy anh mấy chị tôi với tôi là vậy. Vì hai đứng đó tôi không biết làm sao tôi đền đáp ơn được. Mà tôi biết họ đau khổ. Biết đau khổ về nhân sinh. Đau khổ đó. Đau khổ nhiều lắm. Mình trong gia đình năng lượng đứa mà tới chừng nó khổ kinh chịu còn không nổi hướng chi ổng với bà. Thiên hạ đã thống khổ nhiều quá. Nên ổng với bà đã khổ não lắm. Bây giờ tôi không biết làm thế nào tôi đền đáp cái ơn nghĩa đó. Không biết hai đứng đó có dùng những gì tới tôi đâu. Chỉ cho tôi dai nợ mà thôi không cho trả. Bây giờ tôi muốn trả. Đặng đền đáp ơn nghĩa của họ đó. Tôi nó bạn đồng sinh của tôi. Là mấy anh, mấy em đồng sống lợi tôi. Trước mặt tôi thấy khổ được. Họ khổ bao nhiêu. Bây giờ phút sống của tôi, nếu tôi lao được giọt nước mắt của họ mãi mãi nào, tất nhiên là tôi đền đáp ân nghĩa của hai đứng đó. Những được thống khổ của họ mà tôi làm thế nào cho họ an ủi được, cho họ giải cái khổ của họ được đó, là tôi đền đáp cho ân nghĩa của hai đứng đó. Tôi chỉ bây giờ tôi không phương thế gì tôi bởi đức cha với mẹ đó được. Tôi hạ mình tôi theo tôi bởi đức con của hai đứng đó đây. Là cái chân lý mà sống của tôi và chân lý hành đạo của tôi là thế. Mấy em, mấy anh, mấy em, cái chân lý của tôi là vậy. Tôi tìm được cái chân lý đó là thế đó. Rồi đâu mấy anh em mới thải để tâm nghiên cứu tìm thử qua con cái chân lý thứ nhì nào nữa tôi cho qua học với.